24 лютого нам выпало. То есть они намерены перевести локальный конфликт? Ukraine will never be a victory for Russia. Cẩm Tú Minh chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 2 tháng 6 năm 2023 của báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, Ukraine ngày hôm nay kích hoạt báo động phòng không trên toàn lãnh thổ. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo thủ đô Ukraine chịu hai đợt tấn công liên tiếp trong đêm. Nhiều tiếng nổ vang lên trong khu vực nội thành. Cơ quan quân sự thủ đô Kiev sau đó cho hay Nga đã tiến hành tập kích bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV và lực lượng phòng không đã đánh chặn hơn 30 mục tiêu các loại trên vùng trời Kiev và khu vực lân cận. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 2 tháng 6, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny nói toàn bộ 15 tên lửa hành trình và 21 UAV tấn công của Nga đã bị phòng không Ukraine bắn hạ. Đây là đợt không kích thứ 20 của Nga nhằm vào các thành phố Ukraine kể từ đầu tháng 5. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Trong đợt không kích vào Kiev vào khuya 31 tháng 5, rạng sáng ngày 1 tháng 6, ở Kiev đã xảy ra 3 trường hợp dân thường thiệt mạng, gây bức xúc to lớn vì những người này cùng nhiều người khác đã đến nơi trú ẩn, nhưng nơi đây lại đóng cửa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh cáo rằng những quan chức nào để việc này xảy ra có thể sẽ bị truy tố. Một người chồng đang đau buồn vì cái chết của vợ mình sau vụ tập kích tên lửa của Nga vào Kiev trong đêm 1 tháng 6. Anh cho biết họ đã cố chạy đến hầm tránh bom địa phương khi bị tấn công, nhưng không có người mở cửa cho họ. Anh nói có nhiều phụ nữ và trẻ em đang tìm cách vào hầm khi nhiều mảnh tên lửa rơi xung quanh họ. Nhà chức trách cho biết vụ tấn công đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái và mẹ cô bé. Đây là vụ tấn công bằng tên lửa thứ 18 nhắm vào thủ đô Ukraine này từ đầu tháng 5. Trong vài tuần gần đây, Nga đã tăng cường tấn công Kiev bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV trong bối cảnh Ukraine dự kiến sắp phát động một cuộc phản công lớn. Quân đội Ukraine cho hay, trong vụ tập kích khuya 1 tháng 6, Nga phóng 10 tên lửa và tất cả đã bị bắn hạ. Nhưng thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết mảnh vỡ đã gây chết người. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong phát biểu thường kỳ đêm 1 tháng 6 nói các nơi trú ẩn phải được mở cửa cho người dân. Ông bày tỏ bức xúc và tuyên bố giới chức địa phương sẽ bị truy tố nếu họ không thể bảo vệ được cho người dân. Ở phía ngược lại, Nga cũng cáo buộc Ukraine tăng cường pháo kích các khu vực biên giới trong vài tuần gần đây, trong đó vụ hôm 1 tháng 6 đã khiến 8 người bị thương. Trong khi đó, khi giao tranh tiếp tục ở phía đông Ukraine, người đứng đầu tổ chức đánh thuê Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin cho biết, lực lượng của tổ chức này cuối cùng đã rời thành phố Bakhmut trong ngày 5 tháng 6 sau khi giao lại quyền kiểm soát cho binh sĩ chính phủ Nga. Đoạn video này quay lại cuộc diễn tập huấn luyện vào ban đêm. Việc rút quân bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 và ban đầu dự kiến hoàn thành vào ngày 1 tháng 6. Ông Prigozhin cho hay, lực lượng Wagner sẽ nghỉ ngơi trong vòng 1 tháng. Sau khi các lực lượng Ukraine rút khỏi thành phố Bakhmut sau cuộc chiến khốc liệt kéo dài 8 tháng, nhịp độ chiến sự dường như đã giảm xuống. Tuy nhiên, lực lượng Nga đang tiếp tục nỗ lực chọc thủng phòng tuyến ở thành phố Mariinka, một đô thị quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Đây là nơi đã được quân đội Ukraine củng cố thành một pháo đài phòng thủ kiên cố suốt 8 năm qua. Giành được Mariinka sẽ giúp lực lượng Nga củng cố hướng Tây và đẩy pháo binh Ukraine ra xa, không còn nằm trong tầm tấn công thủ phủ Donetsk và nhiều đô thị khác trong tỉnh cùng tên mà hiện Nga đang kiểm soát. Kênh Zvezda của Nga hôm 1 tháng 6 dẫn lời một chỉ huy trung đoàn xe tăng Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu quân đội Nga kiểm soát Mariinka. Theo chỉ huy có biệt danh Kazakh này, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga đặt mục tiêu giành Mariinka trong cuộc đối thoại với chúng tôi. Ông cũng yêu cầu các đơn vị nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ này. Tướng Abdi Alaudinov, tư lệnh lực lượng đặc biệt Akhmat của Chechnya, tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine nói rằng Nga đã kiểm soát khoảng 70% diện tích thành phố. Theo kênh Zvezda, lực lượng Nga tại Mariinka đang áp dụng chiến thuật để xe tăng và thiết giáp bắn chế áp, pháo binh yểm trợ hỏa lực, trong khi bộ binh tiếp cận giành trận địa. Thưa quý vị, hôm 1 tháng 6, tại một hội nghị diễn ra ở địa điểm cách không xa biên giới với Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lặp lại lời kêu gọi phương Tây cung cấp chiến đấu cơ cũng như đưa ra quyết định rõ ràng về việc có kết nạp Ukraine vào NATO hay không.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1 tháng 6 cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các lãnh đạo các nước tham dự hội nghị ở Moldova liên quan đến vấn đề cung cấp máy bay chiến đấu giúp Kiev đẩy lùi lực lượng Nga. Ông Zelensky phát biểu như vậy trong một cuộc họp báo sau hội nghị quy tụ hơn 40 nhà lãnh đạo châu Âu tại Moldova. Nhà lãnh đạo từ lâu đã yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine, song yêu cầu này đến nay vẫn chưa được đáp ứng do phương Tây lo sợ phản ứng từ Nga. Trước đó tại hội nghị, Tổng thống Ukraine đã yêu cầu các thành viên NATO đưa ra quyết định rõ ràng về việc có kết nạp Ukraine hay không, cũng như lặp lại kêu gọi phương Tây gửi hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu để bảo vệ bầu trời Ukraine. Năm nay là năm dành cho các quyết định. Vào mùa hè này ở Vilnius, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, cần có lời mời rõ ràng gửi cho Ukraine từ các thành viên và cần có sự đảm bảo an ninh trên đường trở thành thành viên NATO. Ông Zelensky đặt ra một tối hậu thư như vậy. NATO sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Vilnius của Lithuania vào giữa tháng 7. Hiện có khác biệt rõ ràng trong lập trường giữa các thành viên NATO đối với việc thúc đẩy quá trình kết nạp Ukraine vào liên minh, trong đó một số nước lo ngại một động thái vội vàng có thể đưa liên minh đến gần hơn với cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Báo The Guardian dẫn lời các nhà ngoại giao NATO cho biết, Mỹ, nước dẫn dắt liên minh, không muốn đi xa hơn lời cam kết năm 2008 rằng Ukraine một ngày nào đó sẽ gia nhập NATO. Việc trở thành thành viên NATO đồng nghĩa Ukraine sẽ được bảo vệ theo điều 5, chính sách phòng thủ tập thể khi một nước bị tấn công. Một lựa chọn khác được cân nhắc là các cường quốc đưa ra đảm bảo an ninh song phương cho Ukraine trong giai đoạn nước này chờ trở thành thành viên chính thức của NATO. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 1 tháng 6 nói tốc độ sản xuất vũ khí ở nước này đang vượt kỳ vọng. Ông không đưa ra con số cụ thể nhưng nhấn mạnh nền công nghiệp quốc phòng Nga đang thể hiện những số liệu ấn tượng với các khí tài quan trọng như xe tăng và đạn pháo. Ông Medvedev tuyên bố chỉ trong năm nay, ngành công nghiệp của Nga đã xuất xưởng hơn 600 xe tăng. Trong khi đó, theo báo cáo tổng hợp của Oryx, nhóm phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Hà Lan, hơn 2.000 xe tăng Nga có thể đã bị Ukraine phá hủy hoặc thu giữ trong hơn 15 tháng xung đột. Theo Oryx, phần lớn thiệt hại về xe tăng của Nga chủ yếu xảy ra trong chiến dịch tiến công bất thành ở vùng Kiev vào đầu cuộc xung đột. Nga cũng chịu thêm tổn thất về xe tăng trong nỗ lực tiến công thành phố Ukleda ở tỉnh Donetsk và sau đợt phản công chớp nhoáng của Ukraine tại tỉnh Kharkiv. Tuy vậy, Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh Rusi gần đây nhận định lực lượng tăng thiết giáp Nga đã rút được nhiều kinh nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và áp dụng hàng loạt cải tiến để thích ứng với thực tế chiến trường Ukraine. Trong một thông tin khác, giới lập pháp Thụy Sĩ tiếp tục phản đối đề xuất cho phép các quốc gia khác chuyển giao vũ khí nước này sản xuất cho Ukraine, vì cho rằng làm như vậy sẽ vi phạm tính trung lập của Thụy Sĩ. Hạ viện Thụy Sĩ hôm 1 tháng 6 bỏ phiếu với tỷ lệ 98 phiếu chống, 75 phiếu thuận đối với đề xuất cho phép chuyển giao vũ khí nước này sản xuất cho Ukraine. Như quý vị cũng biết, thì cho đến nay, Thụy Sĩ đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt của châu Âu nhằm vào Nga, nhưng từ chối cho phép các nước nắm giữ vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất tái xuất khẩu chúng tới Ukraine. Một thông tin khác liên quan đến việc viện trợ vũ khí cho Ukraine là Ba Lan. Dù là một đồng minh hết lòng hỗ trợ Ukraine, vừa xác nhận sẽ không thể cung cấp chiến đấu cơ F-16 và tổ hợp phòng không Patriot cho Kiev. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 1 tháng 6 cho biết Warszawa không có đủ máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống tên lửa phòng không Patriot để gửi cho Ukraine, nhưng ông kêu gọi các nước khác nên cung cấp cho Kiev ngay lập tức. Chúng tôi có quá ít máy bay F-16, vì vậy hiện tại sẽ không có kỳ vọng như vậy đến từ chúng tôi. Ông Morawiecki nói như vậy trong cuộc họp báo tại lâu đài Mimi ở Moldova vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu. Theo đài phát thanh Polsky, không quân Ba Lan chính thức có 48 máy bay chiến đấu F-16, 12 trong số đó là phiên bản huấn luyện. Nước này đã đặt mua 48 chiếc Golden Eagle từ Hàn Quốc và 32 chiếc F-35 từ Mỹ, nhưng số này chưa được giao. Thủ tướng Ba Lan nói thêm, chúng tôi đã bàn giao cho Ukraine những chiếc MiG của mình, những chiếc máy bay tốt, những chiến đấu cơ tốt và điều này được đánh giá rất cao. Ba Lan đã gửi cho Kiev một phần trong tổng số 19 chiếc MiG-29 thời Liên Xô để bù đắp tổn thất của Kiev trong năm qua. Ngoài ra, Thủ tướng Ba Lan cũng có tin không vui cho Kiev liên quan đến việc thay thế các hệ thống phòng không Patriot bị hư hại hoặc bị phá hủy bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ông Morawiecki cho biết Ba Lan không thể gửi hệ thống Patriot cho Ukraine vì lý do tương tự F-16. Ông nói điều quan trọng là các nước khác có Patriot cần phải chia sẻ với Ukraine càng sớm càng tốt. Patriot và F-16 là những vũ khí hiện đại mà Kiev trong thời gian gần đây gây sức ép để phương Tây chuyển giao nhằm tăng cường năng lực quân sự, đặc biệt là trước cuộc phản công dự kiến sắp diễn ra. Những vũ khí hạng nặng tầm xa Ukraine đã được phương Tây cung cấp, bao gồm các xe tăng Leopard của Đức và Challenger của Anh, hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ, hệ thống phòng không Patriot và mới nhất là tên lửa hành trình Storm Shadow từ Anh. Trong khi đó, Ba Lan đã trở thành một trung tâm hậu cần lớn cho việc vận chuyển vũ khí từ các nước khác cho Ukraine, cũng như tổ chức huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.
Lầu Năm Góc ngày 1 tháng 6 thông báo đã có hợp đồng với công ty Starlink để tiếp tục cung cấp dịch vụ liên lạc vệ tinh cho Ukraine. Reuters trích dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc nói, chúng tôi tiếp tục hợp tác với nhiều đối tác toàn cầu để đảm bảo Ukraine có được hệ thống vệ tinh bền bỉ cũng như là khả năng liên lạc mà họ cần. Liên lạc qua vệ tinh tạo thành một lớp quan trọng trong mạng lưới liên lạc tổng thể của Ukraine và Bộ Quốc phòng Mỹ, ký hợp đồng với Starlink cho các dịch vụ thuộc loại này. Và như quý vị cũng đã biết, hệ thống vệ tinh của Starlink, một công ty thuộc tập đoàn SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk, đã được quân đội Ukraine sử dụng cho nhiều nỗ lực khác nhau, bao gồm liên lạc trên chiến trường. Và thưa quý vị, trong một hội nghị của giới lãnh đạo châu Âu mới đây ở Moldova, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột ở Ukraine nên được ưu tiên hơn là theo đuổi các biện pháp lý chống lại nhà lãnh đạo Nga. Ông Macron phát biểu hôm 1 tháng 6 nói rằng, nếu trong những tháng tới chúng ta có cơ hội đàm phán, vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa đàm phán hay là đưa Tổng thống Putin ra tòa. Theo tôi, cần phải ưu tiên đàm phán. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp cũng cho rằng NATO nên xây dựng các đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine để đưa nước này vào cấu trúc an ninh bền vững. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 31 tháng 5 cho rằng Ukraine đang bảo vệ châu Âu và nên được NATO đảm bảo an ninh. Phát biểu tại một diễn đàn ở Bratislava, Slovakia, ông Macron nói, đó là lý do tại sao tôi ủng hộ việc đưa ra những đảm bảo an ninh hữu hình và đáng tin cậy cho Ukraine. Ông nói thêm rằng việc đưa ra những đảm bảo như vậy sẽ mang lại lợi ích cho các thành viên NATO, trong khi Ukraine chờ phê duyệt gia nhập liên minh quân sự. Pháp và các cường quốc phương Tây khác đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ đầu xung đột vào tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, các nước này đã từ chối cung cấp cho Kiev sự bảo vệ toàn diện dành cho các thành viên NATO. Điều 5 Hiệp ước thành lập khối NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào cả khối. Ông Macron nói, chúng ta phải xây dựng một cơ chế gì đó nằm giữa mức độ đảm bảo an ninh cho Israel và tư cách thành viên NATO chính thức. Từng gọi NATO là một liên minh chết não, Tổng thống Pháp cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraine khiến NATO tỉnh giấc. Ông Macron kêu gọi các thành viên của khối tăng cường viện trợ cho Kiev để nước này có thể có mọi thứ cần thiết cho một cuộc phản công chống lại Nga. Dù thừa nhận rằng những đóng góp của Mỹ là đóng vai trò then chốt giúp Ukraine củng cố quân sự, ông Macron cho rằng châu Âu phải xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình thay vì dựa vào sự bảo vệ của Washington. Ông nói, chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn và nói cảm ơn với nước Mỹ, nhưng chính quyền này có tồn tại mãi mãi không? Đó chính là lý do một cột trụ phòng thủ châu Âu trong NATO là không thể thiếu. Các nhà lãnh đạo Ba Lan trước đây từng chỉ trích ông Macron vì đã đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như đã gợi ý rằng phương Tây nên tránh làm nhục Nga. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần nói họ coi trọng việc NATO mở rộng về phía đông là một mối đe dọa và coi tính trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài. Hai nhóm tay súng chống chính phủ Nga từng nhận trách nhiệm sau vụ đột kích tỉnh biên giới Belgorod của Nga vào tháng trước, hôm 1 tháng 6, tuyên bố vẫn đang tiếp tục chiến dịch tấn công này. Các video lan truyền sau đó trên mạng xã hội cho thấy đám cháy ở một tòa thị chính ở phía nam tỉnh Belgorod, cách biên giới Ukraine khoảng 6 km. Hai nhóm này là nhóm binh đoàn tình nguyện Nga và nhóm quân đoàn tự do Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk sau đó nói các nhóm dân quân chống Nga đã tự ý hành động và Ukraine không chịu bất cứ trách nhiệm nào về hoạt động của hai nhóm này. Theo ông Melnyk, Ukraine có quyền hợp pháp để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Kiev sẽ thận trọng để không muốn tạo ra cơ hội cho Moscow cáo buộc rằng Ukraine đang tấn công đất Nga. Ông Melnyk cũng lưu ý rằng Kiev tôn trọng yêu cầu từ các đối tác và đồng minh chủ chốt về việc không sử dụng các loại vũ khí phương Tây trên lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 6 cho biết một số hạ tầng dân sự tại tỉnh Belgorod bị pháo kích, sau đó các nhóm khủng bố với quân số tối đa 2 đại đội bộ binh cơ giới cùng xe tăng tìm cách tiến vào lãnh thổ Nga. Nga tuyên bố đẩy lùi 3 đợt tiến công của nhóm vũ trang từ Ukraine, tiêu diệt 30 tay súng, 4 xe chiến đấu bộ binh, 1 pháo phản lực Red và 1 xe bán tải trên lãnh thổ Ukraine. Thưa quý vị, vào đầu năm nay, Nga đã công bố tạm ngừng tham gia thỏa thuận New START là thỏa thuận hạt nhân cuối cùng giữa hai siêu cường Nga và Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 1 tháng 6 thông báo biện pháp đáp trả của Washington đối với động thái này. Mỹ tuyên bố sẽ ngừng chia sẻ thông tin cần thiết theo hiệp ước vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại của Washington với Moscow để trả đũa Nga về quyết định đình chỉ tham gia thỏa thuận này hồi đầu năm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 1 tháng 6 cho biết Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp đối phó hợp pháp để đáp trả việc Nga liên tục vi phạm hiệp ước New START. Ông tuyên bố rằng việc Nga đình chỉ hiệp ước là không hợp lệ về mặt pháp lý và Moscow vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.
Tuy nhiên, theo ông Blinken, Washington sẽ thu hẹp cam kết của mình theo hiệp ước năm 2010, vốn giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân và phương tiện mang đầu đạn nhằm buộc Nga tuân thủ. Vị ngoại trưởng nói thêm rằng Moscow đã được thông báo trước về quyết định của Washington và Mỹ sẵn sàng thay đổi các biện pháp đối phó và thực hiện đầy đủ hiệp ước nếu Nga đồng ý. Các biện pháp được công bố bao gồm từ chối cung cấp các thông báo cần thiết về tình trạng và vị trí của các tên lửa và bệ phóng theo hiệp ước, cũng như thu hồi các đặc quyền ngoại giao và thị thực của các thành viên New START của Nga. Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ cũng sẽ không còn cung cấp dữ liệu từ xa về các vụ phóng tên lửa của mình nữa. Nga đã đình chỉ tham gia hiệp ước vào tháng 2 khi cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận và viện dẫn các chính sách chống Nga của Washington. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc Mỹ vào thời điểm đó đã tạo điều kiện cho Kiev thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Nga, nơi triển khai các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân của nước này. Đại sứ quán Nga vào tuần trước đã đưa ra một tuyên bố, trong đó nhắc lại rằng việc Moscow đình chỉ hiệp ước hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Đại sứ quán cho biết đã tính đến các biện pháp đối phó do Mỹ công bố. Theo đại sứ quán, Washington phải từ bỏ các chính sách thù địch và ý định gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga nhằm tạo điều kiện để nối lại tuân thủ New START. Một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 1 tháng 6 tuyên bố xung đột Ukraine sớm muộn gì cũng xảy ra, cho dù Nga có phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022 hay không. Ông Lukashenko nói, xung đột thậm chí bắt đầu từ trước năm 2014. Chúng tôi đã thấy mọi thứ xảy ra, từ cuộc biểu tình lật đổ chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych đến tình hình Ukraine hiện nay. Tổng thống Belarus còn cho rằng sai lầm duy nhất của Moscow và Minsk là tiếp tục nỗ lực giải quyết xung đột thông qua ngoại giao, thay vì phát động chiến dịch ở Ukraine sớm hơn. Ông nói, lẽ ra nên giải quyết vấn đề vào năm 2014-2015 khi Ukraine không có cả quân đội lẫn quyết tâm. Ông cũng cáo buộc các lãnh đạo Ukraine dường như đã bị đẩy vào cuộc chiến và phương Tây công khai thừa nhận nỗ lực ngoại giao để giải quyết khủng hoảng chỉ là giải pháp tạm thời để vũ trang, huấn luyện quân đội Ukraine. Hiện chưa có phản ứng về phát biểu của ông Lukashenko. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 2 tháng 6 của báo Thanh Niên. Cẩm Tú xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Cẩm Tú xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.